Hello mọi người đã đến với kênh youtube Sang Airway này của mình Hiện nay là Sang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể phân tích kỹ thuật Bởi vì phân tích kỹ thuật cũng là một cái công cụ vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có thể tìm được những điểm mua có lợi cho những xu hướng ngắn, trung và dài hạn. Vì nếu như OnChain đã giúp cho chúng ta có thể theo dõi tốt được những động thái của các ví Bitcoin, những lệnh bơm xả mạnh ở trên thị trường, thì phân tích kỹ thuật lại chính là thứ giúp cho chúng ta có thể tìm được những điểm ra vào có lợi nhất cho những xu hướng hành vi mua bán ấy và có thể theo dõi tốt được những xu hướng của thị trường ở trong tương lai. Cho nên hãy cùng theo dõi video này để biết nhé. trước khi bắt đầu thì đối với những ai mới xem kênh thì trong thời gian tới sang sẽ hướng dẫn chuỗi video về phân tích kỹ thuật này vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần cho nên những ai quan tâm về phân tích kỹ thuật các bạn có thể theo dõi vào hai khung thời gian đó còn về chọn bộ phân tích dữ liệu on chain của crypto one thì sang đã có đầy đủ các video ở trên kênh rồi các bạn có thể vào đó xem lại rồi ok và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần phân tích kỹ thuật nhé vậy thì phân tích kỹ thuật là nó dựa trên nguyên lý gì và làm sao để chúng ta có thể sử dụng phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả nhất thì phân tích kỹ thuật nó chính là việc chúng ta phân tích xu hướng của giá cả thông qua các dữ liệu mua bán đã xảy ra trong quá khứ khi những nhà đầu tư này nè họ mua bán với nhau và khớp lệnh ở một mức giá chung nào đó thì nó sẽ dần hình thành nên một đồ thị để giúp cho chúng ta có thể quan sát và phân tích được giống như ở đây mình ví dụ cho các bạn về một cái đồ thị của bitcoin chạc của bitcoin ở đây đi thì rõ ràng những nhà đầu tư trên thị trường thì họ cứ mua bán với nhau sau đó sẽ khớp lệnh ở một mức giá chung nào đó thì dần nó sẽ hình thành những cây nến như thế này và sau đó thì giá cả nó cứ thay đổi liên tục và các mức giá khớp lệnh đó là nó sẽ ở khớp lệnh ở những mức giá khác nhau dẫn tới là nó sẽ dần hình thành một cái đồ thị hoàn chỉnh để giúp cho chúng ta có thể theo dõi và phân tích được những hành vi mua bán ấy ở trên thị trường. Cho nên hiểu đơn giản, về phân tích kỹ thuật là các bạn chỉ phân tích ở trên biểu đồ giá thôi, vậy thôi. Là dựa vào giá đó chúng ta sẽ nhìn thấy được những hành vi mua bán ở trên thị trường nó đang như thế nào. Đơn giản như vậy thôi. Trong phân tích kỹ thuật thì nó sẽ có 3 loại biểu đồ. Thứ nhất là biểu đồ đường, cái thứ hai là biểu đồ thanh và cuối cùng là biểu đồ nến. Biểu đồ đường nó sẽ có hình ảnh như thế này các bạn. Biểu đồ đường là nó sẽ có có hình cái đường vậy thôi đây là các cái đường vẽ đây nó nhìn các bạn thấy giống giống đường chưa là những cái đường thẳng và biểu đồ đường này nó chỉ phù hợp cho việc chúng ta xem nhanh thôi xem nhanh giá cả của thị trường đang mua bán nhiều ở vùng nào giá cao giá thấp ra sao đó phù hợp cho việc xem dữ liệu nhanh còn đây là biểu đồ thanh nói như là cái thanh đó, cái thanh cầm mà đánh lộn trong mấy cái phim võ thuật mà các bạn xem đó, đó nhìn giống, giống cái thanh như vậy và cái loại biểu đồ thanh này thì hiện tại nó rất ít được sử dụng để phân tích Hầu như rất ít nhà đầu tư hiện tại sử dụng biểu đồ thanh này Đa phần là sử dụng loại cuối cùng Đây, biểu đồ nến Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng đây <laughs> Là nó có những cái cây nhìn giống cây nến như vậy Màu xanh và màu đỏ đó. Và cái biểu đồ nến này là nó được một cái ông người Nhật Tên là Musia Homa Ông phát minh ra để mà phân tích giá gạo Bởi vì cái thời điểm đó ông nhận ra là giá gạo nó luôn có xu hướng lặp đi lặp lại sau một khoảng thời gian cho nên là ông mới cẩn thận ghi chép lại những diễn biến của giá gạo ấy từng ngày bằng những cây nến như thế này để ông tiến hành quan sát chúng và điều này nó giúp cho ông có lợi thế hơn rất nhiều so với những thương nhân đối thủ ở thời điểm đó vì các bạn biết là khi mà các bạn tham gia vào thị trường á, bất cứ lĩnh vực gì khi mà các bạn có một cái tiệc tiệc kỹ tiệc chiêu võ công mà bí thuật mà không ai biết á, thì dẫn tới là các bạn có thể đánh cho những đối thủ rất sốc mặt mà người ta không hề biết là các bạn có một cái tiệc kỹ như vậy ở dẫn tới là ông mua bán ông có thể vào được những giá rất thấp và bán nó ở những giá rất cao bằng cái cách phân tích biểu đồ nến này đó nhưng rồi về sau á, khi mà bắt đầu biểu đồ nến này nó xuất hiện rồi thì bắt đầu nó được sử dụng rộng rãi hơn rất là nhiều ờ, trong nhiều thứ như là bạn thấy là forex nè chứng khoán là trong giá vàng nói chung những cái về giá cả thì được người ta ưu tiên sử dụng biểu đồ nến rất nhiều và hiện tại như các bạn thấy là bitcoin bitcoin thậm chí những cái đồng coi khác chúng ta đều đa phần phân tích bằng cái biểu đồ nến này và đây để mình hướng dẫn cho các bạn đây cái cây nến nó sẽ như thế này y như cái hình ảnh mà các bạn xem bên trạng đồ thị này thôi đó thì đây là một cấu tạo của một cây nến cực kỳ cơ bản nó sẽ gồm là phần thân nến và hai bóng nến thân nến nó sẽ là cái phần màu màu xanh ở đây và màu đỏ đây các bạn thân nến là cái cái bụng bự bự của nó đó giống như cái cây nến thông thường các bạn thấy nó có cái phần cái cây nến ở đây nè và cái phần tim đúng không tim nến thì đây nó cái thân nến này á, trong phân tích kỹ thuật nó sẽ gồm là một cái thân nến ở giữa như thế này và hai bóng nến ở trên hai bóng nến này nó tượng trưng cho giá cao nhất và giá thấp nhất của một cây nến mỗi cây nến nó luôn luôn có giá cao nhất và giá thấp nhất các bạn còn đây là cái vùng màu xanh vùng màu đỏ này nó sẽ tượng trưng cho là các cái mức giá mở cửa và đóng cửa cái nến màu xanh này sẽ gọi là nến tăng có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa đây giá đóng cửa các bạn thấy chưa giá đóng cửa trên và mức giá mở cửa dưới thì khi giá đóng cửa nó cao hơn mở cửa thì nó sẽ có cái nến tăng còn khi mức giá đóng cửa mà thấp hơn mức giá mở cửa là sẽ tượng trưng cho cây nến giảm thì nến tăng nó vậy thì giá đóng nó sẽ cao hơn giá mở còn khi cái cây nến giảm á, thì chúng ta sẽ có cái mức giá đóng cửa nó thấp hơn mức giá mở cửa trên đây đó vậy thôi đó như bên đây là mình sẽ cho các bạn xem đây một vài cái uh, cây nến cụ thể đây ở bạn thấy chưa nến xanh ở đây nè tượng trưng là nến tăng giá đóng cao hơn giá mở đó nến xanh nến xanh và nến đỏ đây thì nó sẽ tượng trưng cho là có mức giá đóng cửa nó thấp hơn mức giá mở cửa đó. thì giá đóng của cây nến đỏ này nó lại sẽ là ở mức dưới đây và mức giá mở của nó là ở đây để mình nói cho các bạn hiểu hơn cây nến này nè khi mà nó đóng một cây cây nến đó, nó sẽ đi theo nhiều cái khung thời gian khác nhau giống như đây là mình đang để 15 phút là mỗi cây nến ở đây nó sẽ hình thành trong khoảng thời gian là 15 phút còn mình để đây một giờ là mỗi cây nến ở đây nó đang hình thành được ở trong khoảng thời gian là một giờ để chúng ta quan sát nghĩa là giá mở và đóng nó cách nhau một giờ để đóng thành một cây nến như vậy như ở đây đây để mình cho các bạn xem như thế này các bạn càng hiểu rõ cái này thì các bạn quan sát nến nó sẽ càng dễ hơn thôi ví dụ nha ở đây mình có cái mức giá mở cửa là đây mức giá đóng cửa là ở đây và người ta mua bán với nhau á những cái giá thì nó cứ di chuyển di chuyển như vậy và nó kết thúc ở đây thì ở đây là giá mở cửa nè đây là giá đóng cửa đúng chưa bởi vì ở đây là cái lần ranh này mình ví dụ là đóng cửa ở đây thì lúc này chúng ta sẽ có cây nến nó hình thành như vậy đây giá mở nè đây giá đóng thì đây sẽ là cái phần thân nến còn trong quá trình mua bán người ta có cái mức giá cao nhất ở đây thì đây nó sẽ hình thành cái phần bóng nến trên và mức giá thấp nhất ở dưới đây chúng ta sẽ hình thành bóng nến dưới đây và giá mở thấp hơn giá đóng chúng ta sẽ có đây là một cây nến tăng và ngược lại nếu như đối với những cây nến giảm có nghĩa là người ta cứ mua bán gì đó và cuối cùng là nó kết thúc ở cái vùng giá giảm thì chúng ta sẽ có lúc này là đây nè giá mở cửa ở đây và giá đóng cửa ở đây thì chúng ta sẽ có một cây nến nó như thế này đó và đây là giá thấp nhất nè nó sẽ tạo cái bóng nến dưới và ở đây thì giá cao nhất là mức giá mà mở cửa ở đây luôn cho nên ở đây nó sẽ không có một cái bóng nến ở trên đó còn nếu như cái chạc vô tình là nó đi lên đây đi thì ở đây nó mới tạo thành một cái bóng nến trên ở đây ví dụ bạn hiểu chưa cách hình thành cây nến là như vậy và cái khoảng thời gian ở đây nè Chính là cái khoảng thời gian mà các bạn chọn 1 giờ, 4 giờ hay một ngày Nếu các bạn chọn một ngày Thì cái khoảng thời gian từ mở cửa tới đóng cửa của một cây nến nó sẽ là một ngày Còn các bạn chọn một giờ Thì từ mở cửa tới đóng cửa nó sẽ là một giờ Đó Đơn giản mà đúng chưa Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như các bạn chọn cái khung thời gian một ngày là nó nó sẽ là cái khoảng thời gian bao hàm hơn so với cái khoảng thời gian một giờ bởi vì một ngày là chúng ta sẽ có được tới 24 cây nến một giờ lận đó mình ví dụ ví dụ vậy hoặc là một ngày chúng ta sẽ có tới là 6 cây nến 4 giờ đúng không ừ. cho nên đó lý do tại sao là phân tích dài hạn người ta thường chọn một ngày hay một quýt là người ta phân tích là như vậy vì người ta muốn xem cái thời gian đóng nến đó, trong khoảng bao lâu đó, bây giờ mình chỉnh lại thử một giờ nha thì tất nhiên ở đây nó sẽ có nhiều cái mẫu cái cây nến nó khác nhau Lúc thì cây nến nó mập mập Lúc thì cây nến nó ốm ốm và nó có bóng Bóng nến nó dài hoặc là có cây nến nó không có bóng nến Thì về những cái mẫu nến và mô hình đó thì Sang sẽ hướng dẫn cho các bạn Thì ở những tập phía sau Còn đây Sang sẽ nói cho các bạn về cấu tạo nến nè Các loại biểu đồ và cái khung thời gian ở đây khi các bạn nắm bắt những cơ bản như vậy thì về sau các bạn phân tích nó càng ngày nó sẽ càng dễ hơn thôi. Rồi ok. Ở đây là phần cấu tạo của cây nến. Các bạn nếu như có giấy bút ở đó, các bạn nên vẽ lại vào giấy tập của mình hoặc là giấy A4 để các bạn có thể nhìn nhận và nhớ cái cái cấu tạo của nó này nó dễ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới là nguyên tắc của phân tích kỹ thuật thì trong thị trường này các bạn những nguyên tắc của nó dễ thôi bởi vì là cho dù các bạn không biết về phân tích kỹ thuật thì các bạn cũng biết là trong thị trường này nó chỉ có mấy xu thế thôi chỉ có ba xu thế chính thôi đúng không một là tăng hai là giảm ba là đi ngang hay người ta còn gọi là sao quay ở thì đây trên thị trường nó chỉ có ba xu thế này và cái xu thế tăng nó sẽ xảy ra khi nào khi những người những nhà đầu tư trên thị trường họ mua mua một cái đồng coi Họ lao, nói chung họ lao và họ mua rất là nhiều thì sẽ đẩy cho cái mức giá nó tăng mạnh và tạo được cái xu thế tăng. Còn nếu như bên bán cho rằng giá sắp tới sẽ giảm thì họ lao và họ bán nhiều, họ đạp giá xuống thì dẫn tới nó sẽ thành thành một cái xu thế giảm. Còn đi ngang là nó sẽ cho thấy tâm lý của những nhà đầu tư họ đang lưỡng lự. Họ chưa có quyết định mua bán ngay dẫn tới giá nó cứ dập dìu đi ngang như vậy. Cho các bạn thấy nè. Để những bạn nào mà chúng ta mới xem phân tích kỹ thuật đó. Các bạn sẽ không hiểu chỗ này. Mình ví dụ cái xu thế tăng nha. Xu thế tăng không bao giờ các bạn nhớ nè. Không bao giờ có một cái chạc mà nó lại tăng. Đi một cái đường thẳng như vậy. Không thể nào nó tăng từ một cái điểm A tới điểm B mà nó tăng bằng đường thẳng cả. Mặc dù đó là xu thế tăng. Nhưng cái chạc nó sẽ đi nè. Sẽ đi dần. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy là mức giá a nè và mức giá b là chúng ta thấy b cái điểm b này nó cao hơn điểm a rất là nhiều là cho thấy đây là xu thế tăng cái đỉnh sau đó, nó luôn cao hơn cái đỉnh cũ sẽ thực một xu thế tăng nhưng mà nó sẽ không tăng theo cái đường thẳng như vậy mà nó sẽ tăng dần 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 như vậy ngược lại cái xu thế giảm cũng vậy các bạn nó không bao giờ th giảm theo cái đường thẳng mà nó sẽ đi theo từng bậc thang nó giảm xuống như vậy đó à. còn xe quay thì nó cứ đi dập dìu dập dìu như vậy đó là về các cái xu thế rồi về sau ở những cái đường này nè nó sẽ tạo ra những cái đường hỗ trợ và kháng cự khác nhau thì ở trong những tập sau sang sẽ nói cho các bạn kỹ hơn nhưng về xu thế tăng giảm nó sẽ không tăng một cái đường thẳng tiến tính như vậy hoặc là giảm theo cái đường thẳng tiến tính nó phải từ 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 từ, từ. Đó. là những nhà nhà đầu tư ở những mốc này nè họ cứ lao và họ mua dẫn tới giá cứ bị đẩy, đẩy lên đẩy lên đẩy lên rồi ok thì phương pháp phân tích kỹ thuật á nó sẽ luôn dựa trên ba nguyên tắc chính như thế này đầu tiên là giá cả luôn chịu ảnh hưởng bởi cung cầu thứ hai giá luôn di chuyển theo một xu hướng nhất định và cái thứ ba là lịch sử nó sẽ luôn lặp lại đầu tiên giá cả chịu ảnh hưởng bởi cung cầu đương nhiên các bạn ở một cái vùng nào đó mà cái lượng cung nó quá nhiều là người ta bán quá nhiều thì tất nhiên sẽ khiến cho giá nó đạp xuống và thậm chí giá bị đạp xuống rồi mà người ta vẫn tin là giá nó còn giảm nữa người ta cứ vào bán như vậy thì giá nó sẽ đạp liên tục như các bạn thấy là nó sẽ có một cái xu hướng giảm như vậy và tiếp theo thì giá nó luôn di chuyển theo một xu hướng nhất định bởi vì khi á khi giá đã hình thành một cái xu hướng tăng thì lúc này những nhà đầu tư họ sẽ có cái mơ mộng về cái viễn cảnh trong tương lai là giá nó sẽ tăng mà khi họ càng mong muốn là mức giá nó sẽ tăng họ lao và họ mua nhiều như vậy ở bất chấp mức giá nào thì dẫn tới cái xu hướng đó nó sẽ càng ngày nó càng mạnh. Đó. Còn cái độ mạnh yếu của xu hướng đó thì sang sẽ nói kỹ hơn ở tập khác nói đây nó sẽ hơi dài và lịch sử luôn lặp lại. Thì tất nhiên rồi các bạn bất cứ trong một cái lĩnh vực gì về uh, chuyển động giá của chứng khoán hay forex hay là giá vàng cũng vậy nó luôn có chu kỳ có những thời điểm nó sẽ tạo ra những giá thấp nhất nhưng cũng có những thời điểm nó sẽ tạo ra được những cái vùng giá rất là cao Cho nên khi mà chúng ta càng nhìn, chúng ta càng nắm rõ được lịch sử giá nó diễn biến theo từng giai đoạn nó như thế nào Thì chúng ta sẽ càng nắm bắt được các vùng giá có thể xảy ra ở tương lai đó. Cho nên tại sao mọi người cứ nói với nhau về up -chain, down trend đó, nó luôn theo chu kỳ Rõ ràng là khi chúng ta bắt đáy, chúng ta mua ở cái vùng giá thấp nào đó thì khi chúng ta quyết định mua là rõ ràng chúng ta đang kỳ vọng nó sẽ tăng lên một cái mức giá cao ở trong tương lai thì chúng ta mới mua chứ không lẽ chúng ta biết là giá nó sẽ còn giảm mà chúng ta lại vào mua đúng không cho nên những cái người mà nhảy vào mua vùng giá đó là những người cực kỳ tin vào giá sẽ tăng trong tương lai còn những người mà vào bán ở thời điểm đó là những người đang tin vào giá sẽ giảm ở trong tương lai thì họ mới vào bán đó và từ đó hai cái niềm tin nó trái ngược với nhau như vậy thì nó sẽ khớp lệnh ở một mức giá chung tạo thành những cái lực mua bán trên thị trường rồi và các cái công cụ phân tích về sao như các bạn thấy những ai mà các bạn có tìm hiểu qua phân tích kỹ thuật đó, các bạn sẽ thấy những cái như là hỗ trợ nè kháng cự trendline các mô hình nến mô hình giá indicator gì đó thì chẳng qua nó đều được tạo ra dựa trên ba nguyên tắc chính mà mình đã chia sẻ với các bạn thôi đó nó đều hình thành dựa trên ba nguyên tắc này nếu như các bạn nắm kỹ được ba nguyên tắc này, các bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cho mình những cái công thức, những cái quy tắc để phân tích riêng của các bạn dựa trên những quy tắc chính của phân tích kỹ thuật như vậy. Các bạn có thể tạo ra được những cái công thức theo cung cầu thôi. Các bạn chỉ quan tâm cung cầu thôi thì các bạn phân tích theo cung cầu thôi. Hoặc là các bạn phân tích theo xu hướng. Nghĩa là xu hướng nó xảy ra thì các bạn mới vào các bạn vào lệnh. Còn xu hướng nó không diễn ra thì các bạn không xuống tiền của mình. Ví dụ vậy. Hoặc là những người mà chúng ta đầu tư theo cái việc lặp lại của những cái chu kỳ á, lịch sử lặp lại á, thì nó lại có những cái cách để chúng ta phân tích đi. Đó. Còn về những cái công cụ này rõ ràng là nó chỉ hỗ trợ thêm cho chúng ta thôi và những người tạo những công cụ này thì họ đều tạo ra từ những nguyên tắc chính ở trên Đó. và ở trong thực tế các bạn nếu như phân tích kỹ thuật không có sự thao túng đến từ bên ngoài thì nó sẽ phản ánh hoàn toàn đúng quy luật của cung cầu xu hướng chung của giá cả lực mua lực bán cũng như những hành vi tâm lý của những nhà đầu tư ở từng thời điểm khác nhau và chính vì chúng ta không thể biết được khi nào thị trường bị làm giá và khi nào không cho nên phân tích kỹ thuật lúc này nó mới trở thành một cái trò chơi là mang tính xác suất càng hiểu rõ bản chất của nó thì chúng ta sẽ càng không quá quan trọng tính đúng sai mà phải luôn dự trù ra cho mình những tình huống khác nhau nếu đúng thì ta nên làm gì tiếp theo còn nếu sai thì có nên cắt lỗ không để tối ưu được những khoản lợi nhuận của mình bởi vì ai trong chúng ta khi đúng cũng luôn muốn mình là người ăn nhiều nhất còn khi sai thua ít thôi đúng không ạ à? cũng như là không bao giờ để cho cái tình trạng cháy tài khoản nó xảy ra bởi vì khi tiền nó không còn nữa thì chúng ta lấy gì để mà đầu tư tiếp được và cũng bởi vì cái tính chất dễ bị thao túng của nó cho nên các bạn hãy nhớ lưu ý là hạn chế sử dụng phân tích kỹ thuật cho những đồng coi mới nổi những đồng coi có vốn hóa bé bởi vì chúng rất là dễ bị thao túng cái các bạn phân tích được rất có thể chỉ là cái mà người ta muốn các bạn phân tích ở trong tập 1 này sang cũng đã giúp cho các bạn có thể hiểu được giá cả được biểu thị như thế nào thông qua biểu đồ nến nếu như các bạn cảm thấy thích video này thì hãy nhớ like và chia sẻ nó cũng như đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video sớm nhất từ kênh của mình và nếu như trong quá trình xem video các bạn có thêm thắc mắc gì thì hãy nhớ để lại ở phần bình luận để cho sang biết nhé rồi cảm ơn các bạn